Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một cái cặp loa Mỹ đến từ thương hiệu RL Studio Monitor 3600. Đây một cặp loa Mỹ rất là thành công của hãng. Cặp RL 3600 này thì sử dụng một bát 30 cm màng giấy gân xếp, bát trắng đặc trưng giống như là trên các đời JBL là 100 cm. Loa sử dụng một loa chung 15 cm và một loa chép dom. Cặp RL 3600 này thì sở hữu hai cái tinh chỉnh ở đằng trước cho giải chung và giải tép. Loa thiết kế rất là đẹp với cái vỏ gỗ sồi màu vàng rất là đẹp. Cặp RL 3600 Studio Monitor này là một cái dòng chuẩn phòng thu của Mỹ. Cặp này là sử dụng chép dom, tiếng sẽ hay và sạch hơn cái dòng mà chép giấy rất là nhiều các bác nhé. Nói về dòng Studio 3600 này thì có lẽ đây là cặp đẹp nhất bên em từng nhập về được. Một cặp loa rất là mới, các bác nhìn bát của nó còn trắng tinh, sạch sẽ, thơm tho và tinh tươm. Cặp loa này quá mới, có lẽ là không có cái từ ngữ nào được diễn tả được cái độ mới của cặp RL Studio 3000 Monitor 3600. Cặp này có kích thước như sau: chiều cao 64, chiều rộng 37 và chiều sâu 31 cm. Loa còn rất là đẹp. Em xin nhấn mạnh với các bác là cặp loa còn rất là đẹp luôn. Không gì là có thể diễn tả nó đấy, vẻ đẹp của nó. Vân gỗ quay gần mà thì các bác có thể nhìn thấy vân gỗ của nó rất là đẹp. Khi mà em quay xa là nó cũng không có thể hiện được. Đây em sẽ đi vào quay vào chi tiết cận cảnh. Đây là loa chép dom, loa còn rất là mới, toàn bộ ốc là chưa tháo khỏi khối thùng. Đây là loa mít giấy, mít còn phẳng căng. Đây là bát, bát rất là đẹp, các bác nhìn đây, rất là đẹp, bát quá là mới các bác ạ. Đó, gân còn cực kỳ mới. Đây là cặp Studio 3600 monitor, là phía mặt sau của nó. Cái đời 3600 này là cái đời cao hơn cái đời 3300. Các bác thấy không? Đấy, cọc loa đã được thiết kế cọc bắp chuối, có cầu chì để chống quá tải. Em cho nhỏ một chút. Bản này nó đang là bản giao hưởng. Tiếng bát nó đập kinh quá em không nói được. À, đây là e-căng, em sẽ quay cái e-căng. E-căng rất là đẹp các bác nhé. Đây e-căng thì mà lắp vào là sẽ như thế này. Đó, vô cùng là đẹp. Lộ cái bát trắng ra, rất là đẹp. Rồi, em sẽ quay tiếp trước bên này. Cũng thế, rất là mới luôn. Vô địch về độ mới. Cặp này em khẳng định vô địch về độ mới luôn. Rất là mới. Rất là mới các bác nhé. Đó, đây chiếc e-căng ở bên này của nó đây. Mời các bác nghe thử một chút đi. Chất âm của nó thì không thể chê nổi. Tiếng bát xuống xuống rất là sâu.
Vâng, cặp loa này thì mang đặc trưng của dòng loa Mỹ Nòi các bác nhá. Cặp loa cho cái tiếng trầm xuống rất là sâu, tiếng cực kỳ là uy lực và sâu. Giải trung giải tép của nó cực tốt luôn. Như các bác thấy được cái nhạc cụ vang lên, cái tiếng tép của nó tí tách mà nó leng keng, nó thể hiện được tất cả các cái chi tiết trong cái bản nhạc. Trung âm này quá tốt ạ. Hơn nữa cặp này thì về đúng là đẹp xuất sắc, tuyệt sắc luôn. Tuyệt sắc luôn các bác nhá. Các bác thấy không? Quá là mới luôn. Mới không thể tưởng tượng được. Cặp này bên em bán giá 13 triệu đồng nhé. Bác nào yêu thì gọi cho em số máy 098 358 6968. Bên em có ship hàng toàn quốc, giá em báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Vâng, bác nào yêu thì nhớ gọi cho em. Cặp loa rất là đẹp, có một cặp duy nhất, vô cùng đẹp. Bác nào yêu hãy gọi cho em, cơ hội không dành cho ai chậm chân. Sở hữu cặp loa rất hay này, nhất là trong mùa dịch, bác nào yêu mua về nghe, ở nhà nghe nhạc chống dịch thì tuyệt vời. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em. Bác nào chưa đăng ký kênh thì mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi các sản phẩm audio mới nhất. Em cảm ơn các bác.